Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi luôn hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút chiêm nghiệm sâu sắc khi lắng nghe chương trình Khát vọng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại ngày nay với đủ mối quan tâm, lo lắng, có khi chúng ta quên mất những cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ hay người thân. Văn hóa truyền thống luôn coi trọng chữ hiếu. Cổ nhân cũng nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hiếu kính cha mẹ cũng chính là để đức cho bản thân và con cháu sau này. Vì từ nhỏ gia cảnh bần hàn, Trọng Do là người vô cùng tiết kiệm, thường xuyên ăn rau dại qua ngày. Ông cảm thấy mình ăn rau dại không sao cả, nhưng nếu cha mẹ ông cũng như thế này thì sẽ không đủ dinh dưỡng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cha mẹ. Vì thế ông rất lo lắng. Trong nhà không có gạo, Trọng Do vì để cha mẹ được ăn cơm nên đã đi xa ngoài trăm dặm để mua, rồi cõng gạo về nhà. Ngoài trăm dặm là quãng đường rất xa. Có lẽ ngày này có người có thể đi được một, hai lần, nhưng quanh năm bốn mùa thường xuyên như thế này thì không hề dễ dàng chút nào. Nhưng Trọng Do lại vui lòng bất kể là gió rét hay nắng gắt, đều không quản nhọc nhằn đi trên trăm dặm mua gạo, rồi cõng về nhà cho cha mẹ. Mùa đông, băng tuyết khắp trời kín đất, thời tiết vô cùng giá lạnh. Trọng Do đội mưa tuyết to như quả trứng ngỗng, bước trên mặt sông băng đi, từng bước tiến lên. Chân bị lạnh cứng, vác bao gạo hai tay lạnh buốt, đến lúc không thể chịu nổi, bèn dừng lại đưa lên miệng hà hơi, sau đó lại tiếp tục lên đường. Mùa hè, trời nắng như thiêu như đốt, mồ hôi chảy đầm đìa trên lưng. Trọng Do chẳng dừng lại nghỉ ngơi chút nào, chỉ để sớm về nhà làm bữa cơm ngon miệng cho cha mẹ. Gặp trời mưa lớn, Trọng Do liền giấu bao gạo dưới áo, thà mình bị ướt đầm đìa cũng không để ướt gạo. Gian khổ như thế này, kiên trì bền lòng, quả thực không hề dễ dàng chút nào. Sau khi cha mẹ qua đời, Trọng Do xuống phía nước nam của nước Sở. Sở Vương tuyển ông làm quan, dùng lễ đối đãi với ông, ban cho bổng lộc hậu hĩnh. Hằng ngày ông đều ăn sơn hào hải vị, ra ngoài có hàng trăm xe tùy tùng, sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng Trọng Do không vì điều kiện vật chất tốt mà cảm thấy vui mừng. Trái lại, ông thường than thở, thương cha mẹ đã mất sớm. Ông mơ ước cha mẹ vẫn còn sống, cùng ông hưởng cuộc sống như thế này. Nhưng dù ông có muốn lại cõng gạo đi trăm dặm đường để phụng dưỡng cha mẹ, thì vĩnh viễn không thể được nữa rồi. Tận hiếu không phải là dùng vật chất để đo đếm, mà phải xem đối với cha mẹ có phải là lòng thành kính xuất phát từ nội tâm không. Trọng Do đáng quý chính là ở chỗ lòng hiếu của ông đối với cha mẹ là xuất phát từ nội tâm chân chính. Chính vì như vậy, bôn ba ngoài trăm dặm cõng gạo cho cha mẹ, ông không hề cảm thấy khổ nhọc mà lại thấy vui như Tết. Câu chuyện Trọng Do cõng gạo cũng đã mách bảo hậu nhân chữ hiếu không phân biệt sang hèn. Trên từ hoàng đế, dưới đến thứ dân, chỉ cần có tâm hiếu thì trong bất kỳ tình huống nào đều có thể không từ muôn vàn khổ nhọc dốc sức làm được. Kỳ thực, thời gian chúng ta có thể hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ đang giảm đi từng ngày. Do đó, tận hiếu nhất định phải nắm bắt tận dụng thời gian khi cha mẹ còn sống mà thực hiện. Nếu không, một khi song thân ra đi, muốn tận hiếu thì hối hận cũng đã muộn rồi. Thank you.
sử sách ghi chép lại, Nghiêu, Thuấn, Vũ là ba vị đế vương nổi tiếng thời thượng cổ. Họ đều bởi đức hạnh to lớn của mình nên được người khắp bốn phương tín cử lên ngôi hoàng đế. Trong đó, Thuấn vì trí hiếu đã cảm động cả trời đất, được vua Nghiêu chọn làm người kế vị. Câu chuyện của ông cũng được xếp thứ nhất trong những câu chuyện về niết hiếu qua các thời đại. Ngu Thuấn vốn họ Diêu, tên Trọng Hoa, phụ thân được gọi là Cô Tẩu, nghĩa là ông già mù, là một người không hiểu rõ lý sự, rất ngoan cố, đối xử không tốt với Thuấn. Mẫu thân Thuấn được gọi là Ác Đăng, vô cùng hiền lành thiện lương, nhưng không may qua đời khi Thuấn còn nhỏ, sau đó phụ thân tái hôn. Mẹ kế là một người không có đức. Sau khi sinh em trai là Tượng, phụ thân không những chỉ yêu thương mẹ kế và em trai, ba người lại còn liên kết ức hiếp Thuấn. Nhưng Thuấn đối với cha mẹ thủy chung vẫn vô cùng hiếu thuận. Mặc dù phụ thân, mẹ kế và em trai đều coi Thuấn như cái gai trong mắt, muốn trừ bỏ, nhưng Thuấn vẫn cung kính hiếu thuận cha mẹ, yêu thương em trai, dốc hết sức mình làm cho gia đình hòa thuận êm ấm, cùng hưởng niềm vui gia đình với họ. Tuy phải trải qua các loại cực nhọc trắc trở, nhưng Thuấn đều nỗ lực không mệt mỏi vì mục tiêu này. Khi còn nhỏ, Thuấn bị cha mẹ mắng mỏ, suy nghĩ đầu tiên trong tâm là nhất định mình có chỗ nào làm không tốt mới khiến cha mẹ tức giận. Thế là ông càng cẩn thận kiểm điểm lại lời nói và hành vi của mình, nghĩ cách để cha mẹ vui. Khi bị em trai ức hiếp vô lý, Thuấn không những không vì thế mà phẫn nộ. Trái lại, ông cho rằng ông chưa làm được tấm gương tốt khiến em trai có những khiếm khuyết. Ông thường xuyên tự khiển trách mình sâu sắc, có lúc thậm chí còn chạy ra cánh đồng khóc lớn, tự hỏi tại sao không thể làm được tận thiện tận mỹ để cha mẹ vui lòng. Mọi người thấy ông nhỏ tuổi đã có thể hiếu thuận, hiểu biết thế này, không ai không cảm động sâu sắc. Tương truyền lòng hiếu thuận chân thành của Thuấn không chỉ cảm động xóm làng, thậm chí đã cảm động cả trời đất vạn vật. Ông đã từng cày ruộng ở núi Lịch Sơn, chung sống vô cùng hài hòa với núi đá, cỏ cây, với chim muông, côn trùng, cá tôm. Các loài động vật đều tới tấp đến giúp ông. Những chú chim nhỏ nhắn xinh xắn, nhanh nhẹn kết thành bầy tí ta tí tách giúp ông nhặt cỏ. Thấy được sức mạnh của đức hạnh to lớn thế này, mọi người không ai không kinh ngạc, cảm phục. Mặc dù vậy, Thuấn vẫn cung kính hiếu thuận và khiêm nhường như trước. Dần ra, đức hạnh của Thuấn ngày càng được nhiều người ca ngợi và truyền tụng, khắp nơi nơi trên toàn quốc đều biết Thuấn là một người con đại hiếu. Năm vua Nghiêu 86 tuổi, ông cảm thấy mình tuổi tác đã cao, hy vọng có thể tìm được một người thích hợp kế thừa ngôi vị. Khi ông hỏi ý kiến quần thần, các đại thần đều đồng thanh tín cử Thuấn với ông, không phải vì gì khác mà chính là vì Thuấn là một người con có hiếu nổi tiếng. Hiếu tuy không khó, nhưng khi cha mẹ đối với mình không tốt mà vẫn có thể kiên trì hiếu thuận thì rất khó. Không những kiên trì hiếu thuận mà trước hành động xấu ác của cha mẹ mà vẫn có thể chủ động tự kiểm điểm bản thân, tìm những thiếu sót của mình thì càng khó khăn gấp bội. Sở dĩ nói Thuấn là chí hiếu, đại hiếu chính là nguyên nhân này. Không khó tưởng tượng, nếu chúng ta ai ai cũng như Thuấn thế này, thực sự làm hết bổn phận hiếu thuận cha mẹ, sau đó lại đem chữ hiếu mở rộng đến tất cả mọi người, công việc và sự vật xung quanh, thế thì không những mỗi gia đình đều hạnh phúc mỹ mãn, mà cả xã hội cũng trở nên hài hòa, hữu ái. Thank you.
chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Nếu các bạn yêu thích chương trình, hãy cùng chia sẻ Khát vọng cuộc sống trên kênh Facebook và YouTube chính thức để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đồng thời, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát vọng cuộc sống quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.